Có một chị đang chuẩn bị kéo co trong hội nghề của Mạc Sơn. Thấp rơi. Thời tiết tầm 9 giờ 10 giờ kém thế này ấm dần lên rồi các bạn ạ. Như mấy hôm trước thì thời tiết ở trên Bắc Sơn quê mình rất là rét, vào buổi sáng sớm tầm 11-10 độ C cơ. Có một số bạn đã đến hội nghề Yên Áng rồi các bạn ạ. Đi với một tâm trạng rất là vui vẻ. Hội nghề Yên Áng mùng 7 tháng Giêng năm 2023. Mọi người đi hội rất là đông vui các bạn ạ. Phía trước mình đây là các quầy bán thịt lợn quay đặc sản Lạng Sơn. Nếu mà về sao thì lấy cả cái này nhé. Nhá. Cái này nó ngon mà, chẳng qua nó sợi quay đỏ. Vâng. Đúng rồi. À em ơi, bỏ cái bóng hay là ăn ở đây? Anh mang về thôi, cho cháu ở nhà. Anh cũng tưởng nhắm ở đây cho anh bỏ đĩa, không bỏ thì bóng cho nó nóng. Ngày xưa đi học thì đánh nhiều, bây giờ thì phải cho hơn một tí nhá. Mọi người đang ăn thịt lợn quay Lạng Sơn. Lúc mày làm với tao gần mày tao được bấm sẵn ở trên bàn. Hội đang được diễn ra rất là sôi nổi. Mọi người đang chuẩn bị các cái tiết mục văn nghệ và kéo co. Có một chị đang chuẩn bị kéo co trong hội nghề của Mạc Sơn. Thấp rơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghịch nhân nữa, đi ra. Nhìn mặt nó quá. Đây giờ chúng ta vào vị trí để cân thi đấu. Bộ trắng nhá. Trắng đâu? Ok, bà bên này có 7 tấm bài đấy. Nữ hạ cân 60-65. Hồng Quang và Yên Lán vào vị trí cân sửa đây. Vẫn phải sáng nào. Điều thì sao đá kết rồi. Chưa, kết rồi. Đối với nội dung kéo co, trận đấu thứ 3 kết thúc sẽ diễn ra trận đấu thứ 4 giữa đội khối phố Văn Thụ gặp khối phố Văn Chi. Cầu lên này, gieo này dễ. Phải trèo lên mới thấy nó. Anh ạ. Rồi. Còn thấp thì phải với để tay nó cao. Thì các đồng chí công an 60 cho bà con nhân dân. Di tích nhà Nghề là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, các phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, đậm đà bản sắc, văn hóa dân tộc được lưu truyền qua các thế hệ để lại, là nơi tổ chức lễ hội cầu mùa và tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong vùng. Di tích nhà Nghề thôn Yên Lãng được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, là nơi thờ tự tướng quân Dương Tử Minh và sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân. Theo sử sách phong truyền thuyết dân gian cho biết, Dương Tử Minh là người dân tộc Tày, sinh ra ở vùng đất Quan Triều, Phú Lương vào thời nhà Lý. Năm 1145 đã có công đánh giặc quân Tống giữ yên một vùng biên ải phía Bắc quốc gia Đại Việt. Ông đã được các triều nhà Lý phong tước Phúc Long Cao Sơn Quý Minh Đại Vương. Và nơi này cũng thờ hai vị công chúa nữa các bạn ạ. Theo mình tìm hiểu